Dạ qua kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con ạ. À. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Dạ hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2024, em có lên một clip em đặt tên là clip số 123 để giao lưu đến bà con một số mặt hàng hoa giấy ha. Dạ hôm nay là hoa gỗ rất là đẹp luôn nha bà con, gồm có 32 mã, đa dạng chủng loại ha. Dạ, để tiện để không em không có kể ra nhiều đi nó dài dòng ha. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0798 716145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số đó cũng chính là số Zalo của em ạ. À khi bà con chốt hàng thì điện thoại với em và nói tôi mua cây mã số mấy trong clip số 123 để em gửi hàng cho nó chính xác nha bà con tránh trường hợp là gửi nhầm hàng ở clip khác ạ à. để không mất thời giờ thì em đi thẳng vào mã số 1 đó là một cây tím bướm siêu bông nha mini để bàn đây cây đang gỗ bông cũng khá đẹp ha bà con bông rất là to màu tím đậm và có giốt cái chót nó màu trắng nha dòng này cực kỳ siêu bông luôn thì cây này mini để bàn thôi nha bà con củ đế cũng gọn gọn nhỏ thôi ở trên phần cũ thì nó cũng có bị lũa nhỏ nhỏ nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây nha bà con có bị lũa nhỏ nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây ạ à. chiều cao 53 tán ngang 44 hoành 11 giá giao lưu 140 000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số 1 là một cây tím bướm siêu bông mini để bàn giá chỉ 140 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 1 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 2 ạ à. ở mã số 2 này là một cây cẩm thạch cầu vòng em phối với cẩm thạch hồng nha bà con cẩm thạch nhưng mà phối hai màu một bờ, một bên là cắm hạch cầu vòng đây cắm hạch cầu vòng đây khi búp nụ thì nó màu cam khi nở gộ màu hồng ha còn một bên là cắm hạch hồng ha từ lúc búp nụ tới nở đều màu hồng nha bà con à, hai loại cắm hạch cắm hạch cầu vòng và cắm hạch hồng ha dạ cây cũng mini để bàn nha bà con ơi cây cũng mini để bàn phần cũ thì nhìn cũng coi được nó cũng có bị lũa nhỏ nhăm nhăm ha trên phần thân cũng có bị lửa nhẹ nha bà con nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây ha dạ cây có thông số như sau chiều cao 58, tán ngang 47, hoành 12, giá giao lưu 140 000 đồng em bao sắm bao ship ạ. À. Em lặp lại một lần nữa. Mã số 2 là một cây cẩm thạch cầu vòng phối với cẩm thạch hồng, giá giao lưu chỉ 140 000 đồng bao ship tận nhà. Em xuống mã số 2 ạ. À? Dạ tiếp theo là đến mã số 3. Ở mã số 3 này là một cây đỏ lửa nha bà con. Một cây đỏ lửa đang lên bông cũng khá nhiều. Đây cái màu đỏ lửa nè bà con. Bà con coi ha, màu đỏ lửa rất là đậm ha. Có một số bông thì nó nở trước nó muốn tàn nha bà con. Có sao em nói vậy ạ? Dạ? đây còn cái nó mới búp với năng ở thì màu đỏ rất là gực gỡ nha đó rồi cây này thì uh, dạng một cốt dạng một cốt củ đế khá quái nhìn tổng thể là củ đế này một cộng màu ngoằn mèo khá quái rất là đẹp luôn ha ở phần củ đế thì cũng khá sạch đẹp ha à, cứ có một hai, lỗ lũa nhỏ nhâm nhâm không ảnh hưởng sức khỏe cây nha rồi phần thân thì cũng ok dạ cây có thông số như sau chiều cao 58 tán ngang 50 hoành 10 giá giao luôn 160.000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em lặp lại một lần nữa mã số 3 là một cây đỏ lửa đang gộ bông giá giao lưu chỉ 160 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 3 luôn ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 4 ạ à. ở mã số 4 này là một cây dưa hấu đang gọ bông nha mọi con cây dưa hấu cái màu bông rất là ngọt ha. dưa hấu đỏ ạ à. đây cái màu bông rất là ngọt cái màu đỏ của nó không quá được gực gỡ đậm ha nó có giảm như trôi trộn màu hồng vô trong đó vậy cánh bông thì bầu tròn nhìn rất đẹp lá cũng bầu tròn ha này dưa hấu đỏ nha mà con tàn tán cũng khá rồi ạ rồi cây thì mini để bàn thôi ha mini để bàn ở phần cũ thì chỉ là một cộng thôi và phần cũ nó có chạy một cái đường lũa rất là to nha mà con này em nói rõ đây phần cũ này có chạy một đường lũa to là do cái cành hôm hồi xưa mình ghép á nó chưa có liền lại chứ không gì còn ở đây thì nó mới là ở trên cành này nó có chạy đường lửa nè đó trên cành chạy đường lửa này không phải do cành hôm ở dưới thì do cành hôm ha dạ cây có thông số như sau chiều cao 67 tán ngang 46 hoành chính do bị lũa nó hơi thiếu thẩm mỹ cho nên giá chỉ 120.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. Nếu mà mình chơi phần bông tàn tán thì uh, ok nha mà con mua sưu tầm nên nên giá 120 ạ à. em đập lại lần nữa mã số 4 là một cây dưa hấu đỏ đang lên bông rất rất là đẹp giá giao lưu chỉ 120.000 đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 4 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 5 ạ à. ở mã số 5 này là một cây milobatic nha mà con bông màu hồng milobatic lá cẩm thạch bông màu hồng ha dạ đây bà con coi nè cái bông màu hồng nó nhìn rất là đẹp ha đó màu hồng có một số bông thì mưa quá nó hơi mau tàn chút nha bà con đó bông màu hồng nè lá hay lá cảm thạch nhìn cũng rất là đẹp ạ à. dạ cây thì có củ đế khá quá nha bà con củ đế khá quá nhưng trên phần củ và phần thân nó đều có bị lũa nhâm 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 ha tuy là lũa nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây nha bà con và lũa thì em bán giá lũa chứ em không bán giá nguyên được ạ à. dạ cây có chiều cao 61 tán ngang là 45 hoành 11 giá giao luôn 160 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa Mã số 5 là một cây Milobatic lá cẩm thạch đang lên bông khá nhiều, giá giao lưu chỉ 160 000 đồng bao ship tận nhà. Em xuống mã số 5 ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 6 ạ. À. Ở mã số 6 này là một cây hồng gân mini để bàn ha, cây đang gỗ bông khá đẹp ạ. Đó bà con mình coi nè. Nó lan lên màu tại vì mới mưa cho nên hơi ngủ xuống ha. Đó lên màu hồng rất là đẹp nha bà con, hồng gân ạ. À. Có giữa màu trắng, màu trắng và màu hồng ha. Rồi dạng mini để bàn cho nên nó khá nhỏ nha bà con, khá nhỏ, cũ đế thì cũng khá quái ha cũng có lũa nhâm nhâm nhỏ không ảnh hưởng sức khỏe cây ạ à. Dạ, và cây có chiều cao là 60 tán ngang là 50 hoành chính giá giao luôn 130 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 6 là một cây hồng gân mini để bàn giá giao luôn 130 ngàn đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 6 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 7 ạ à. ở mã số 7 này là một cây tím tiết siêu bông nha bà con cây đang gọt bông gỗ nụ rất là đẹp tuyệt vời luôn nha để em nghiêng qua cho bà con mình coi ạ à. đây bông trải dài từ đây qua đây luôn ha ở trên là bất nụ nè ở dưới là bông to ha cho nên em kêu gỗ bông gỗ nụ mọi con rất là đẹp luôn ạ à. siêu bông cái dòng này thì cực kỳ siêu bông luôn rất dễ làm bông không có cắt nước gì hết ha rồi xuống phần củ đế thì củ đế này khá là quá nha mà con đó khá quá nhìn cũng ngộ nghĩnh ha chiều cao 55 tán ngang 60 hoành 19 giá giao lưu 230 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 7 là một cây tím tiết siêu bông đang gỗ bông gỗ nụ rất đẹp tuyệt vời giá giao lưu 230 ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 7 này luôn ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 8 ạ à. ở mã số 8 này là một cây uh, sakura balecan ha cây sakura balecan siêu bông nha mọi con cây đang gỗ bông gỗ nụ khá đẹp ạ à. đây bà con coi nè bông màu hồng rất là ngọt ha cái màu hồng dịu dàng rất là ngọt luôn rồi tàn tán cũng khá rồi à, nha bà con xuống phần cũ đế thì cũ đế này là đặc quái nha bà con cũ đế đặc quái nhìn cũng khá đẹp ạ à. nó chỉ có bị lửa chỗ này là do cái cành hôm hồi xưa mình dâm đó là nó, nó chưa cáo lại kịp thôi ha đó nó đang mục đó Dạ cây có thông số như sau: Chiều cao 56, tán ngang 45, hoành 12 Giá giao lưu 180 ngàn đồng Em bao sống bao ship ạ à? Em lập lại một lần nữa Mã số 8 là một cây Sakura Pelecan Đang bờ bờ gỗ bông gỗ nụ rất là đẹp Giá giao lưu chỉ 180 ngàn đồng Bao ship tận nhà Em xin phép xuống mã số 8 ạ à? Dạ tiếp theo là đến mã số 9 ạ à. Ở mã số 9 này là một cây dạng hoa lầu siêu bông ạ à. à, Một cây dạng qua lầu siêu bông Cây đang lên bông rất là đẹp nha mọi con đây màu tím huế rất là đẹp ha đẹp cực kỳ luôn ạ à. tàn tán cũng ok xum xê rồi ha dạ cái cây này hiện dạng tông lùng lực nha bà con cái tông lùng lực à, Củ cũ đế nhìn cũng khá ha dạ cây có thông số như sau chiều cao 60, mươi tán ngang năm mươi hoành mười giá giao luôn 160 trăm sáu đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa dạ 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 ở đây nó có bị lỗ nha bà con em quên kể cái lỗ trước à, lỗ này nó có một cái lỗ lỗ ha trên thân nó cũng có bị lỗ lai like gai nha bà con cũ cũng có một lỗ lũa nhỏ luôn đó cho nên là giá 160 dạ, Chiều cao 60, tán ngang 50, hoành 14 Giá giao lô 160 ngàn đồng Em bao ship tận nhà Em xin phép xuống mã số 9 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 10 ạ à. Ở mã số 10 này là một cây vàng tranh thái nha mọi con Cây đang lên bông màu vàng rất là đẹp nha Cây à, này em mới quên có um, Một lần tàn Nên tàn nó chưa có dày nhưng mà nó thòng xuống nhìn cũng sang nha mọi con Cây mini để bàn nhưng mà tàn tán nó thòng xuống nhìn rất là sang ha Màu vàng tranh thái ạ à. Dạ, rồi có cái gốc thì nó rất là mini nha bà con mà con coi nè rất là mini để bàn cũ cái đế thì khá quái luôn ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao là 66 mươi tán ngăn năm mươi hoành chính giá giao lưu 140 trăm bốn ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số 10 là một cây vàng tranh thái đang gỗ bông rất đẹp giá giao lưu 140 trăm bốn ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 10 này ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 11 một à. ạ ở mã số 11 này là một cây trắng tuyết đang gỗ bông nha bà con để em nghiêng qua cho bà con mình coi ạ à trắng tiết trắng tinh luôn nè trắng tinh kho rất là đẹp ha tàn tán cũng khá mịn rồi ha lên một màu trắng rất là đẹp ạ à. xuống phần củ đế thì củ đế này rất là quái nha một cộng thôi nhưng mà nó sắn rất là quái luôn ạ à. em quay từ từ và con thấy nè rất quái và đẹp luôn ha nhưng mà trên phần thân thì nó có bị lũa hơi nhiều trên phần thân nó có bị lũa dài 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 đây nghe mà con không ảnh hưởng sức khỏe cây nha mà con nhưng mà sẽ bán giá của bị lũa ạ à. Dạ, cây có thông số như sau chiều cao 59 tán 46 hoành 11 giá giao luôn 170 ngàn đồng em bao sống bao ship à. em lặp lại một lần nữa mã số 11 là một cây trắng tiết siêu bông cây đang gọ bông rất đẹp ha trên cành có bị lũa giá giao luôn 170 ngàn đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 11 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 12 ạ à. ở mã số 12 này là một cây hồng thấm siêu bông ha cây đang gọ bông rất là đẹp luôn à. kẹo nẹo luôn nè bà con cái tàn có bao nhiêu là bông bao, bao nhiêu ha tại hoa nó là từ trong cậy cành ra tới ngoài luôn mà màu hồng rất là đẹp luôn ha rồi xuống phần củ đế này củ đế này cũng đặt vào quái nha con cây đang già cây lên màu xanh luôn nè có người người ta nói lên màu xanh này sao giống chết quá mà họ không biết là cây mới đầu cần non là nó màu trắng như sao nó chuyển qua màu xanh này là nó già nha rồi cây cũng cũ cũng sạch đẹp ha nhưng mà trên phần thân cũng có bị lũa nha con trên phần thân cành á có bị lũa khá nhiều cho nên, nên em bán giá cũng thanh lý luôn dạ cây có thông số như sau chiều cao 60 tán ngang 40 hoành 14 giá giao luôn 160 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à em lặp lại một lần nữa mã số 12 là một cây hồng thắm siêu bông cây đang gỗ bông rất đẹp giá giao lưu chỉ 160 ngàn đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 12 này luôn ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 13 ở mã số 13 này là một cây ngũ sắc siêu bông ha là năm màu siêu bông em phối lại với nhau ạ cây đang gỗ bông rất đẹp luôn nha bà con để em nghiêng qua em kiểm bông cho bà con luôn ha dạ bên đây đi một hồng thắm hai tím tuyết ba rượu giang 4 red pizza, 5 trắng tiết, đủ 5 màu nha mọi con, đang lên gỗ bông cho nên mình dễ kiểm lắm ạ. À. Dạ cây này thì củ đế cũng khá đẹp ha, mà cái cái tông này thì nó cũng vừa vừa cho nó không to cũng không nhỏ ha. Ở trên phần à, củ dưới thân nó có một cái đường lũa nó chạy dài từ đây xuống đây nè, nhỏ nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây ha, thấy cũng được chứ không có thà, không bị thiếu thẩm mỹ lắm đâu. Dạ cây có thông số như sau, chiều cao 68, tán ngang 48, hoành 11, giá giao lưu chỉ 200 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em lặp lại một lần nữa, Mã số 13 là một cây ngũ sắc siêu bông Giá, giá giao lưu là 200 000 đồng bao ship tận nhà Em xin phép xuống mã số 13 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 14 ạ à. Ở mã số 14 này là một cây trắng tiết siêu bông nữa ạ à. Cây đang gỗ bông rất đẹp luôn nha bà con Để em nghiêng qua cho bà con mình coi ạ à. Cái dòng này thì khỏi phải nói rồi Nó siêu bông cực kỳ luôn Đó Màu trắng tinh khôi luôn Xuống phần củ đế thì củ đế rất là to ha Rất là to Cũng khá quái nhưng mà nó có bị lũa nha bà con À, lũa dài chỗ nè đây một cái lỗ giống như là hồi xưa bị tét đó, vô tình nó bị tét còn đây thì một cái đường lũa nó chạy dài nè nói nói chung là phần thân phần cũ có bị lũa và em bán giá thanh lý theo lũa nha bà con bao sống cho bà con thoải mái chiều cao 63 tán ngang 40 hoành 17 hoành neo rất to 17 nhưng mà giá chỉ 160 ngàn đồng em bao sống bao ship nha bà con và em lặp lại một lần nữa mã số 14 là một cây trắng tiết siêu bông giá giao lưu chỉ 170 ngàn đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 14 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 15 ạ. À. Ở mã số 15 là một cây Malaysia lát cánh thạch bông màu hồng ha. cây đang búp bông búp nụ nha con. Ở đây. Này một vài cái bông nó to thôi, còn lại là đang búp nụ ha. Tất cả các cái, cái, cành đều đang búp nụ nhiều con. Mà thấy rõ cái nụ đó đã, đã, thấy rõ rồi ha. Hoa màu hồng, bông to, dài lâu tàn ha, lập bông nhanh, đúng một tháng gửi là ra bông lại nha con. Rồi, cây có củ đế khá quá nhiều con. Cái da nó có cái màu hơi dị biệt chút xíu là này là do là nắng nó hơi dọc nhưng nữa nó sẽ đẩy da non ra chứ cái này không phải bệnh nhiều con nắng quá nó dập nắng rồi rồi mưa qua cái nó chịu nổi nó dập rồi nữa nó đẩy ra non ra không ảnh hưởng gì hết á chiều cao 60 tán ngang 50 hoành 13 giá giao luôn 170 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 15 là một cây Malaysia lá cẩm thạch bông màu hồng giá giao luôn 170 ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 15 à. Dạ tiếp theo là đến mã số 16 ạ. À. Ở mã số 16 này là một cây hồng thắm siêu bông nha mọi con. Cây đang lên bông rực rỡ rất là đẹp luôn ha Tàn tán cũng tạm ok rồi nè đó màu lên rất là đẹp màu hồng thấm ha bông thì khỏi nói này đặt tên là hồng thấm siêu bông mà bông rất là gỗ cây thì một cốt nha mọi mà con một cốt như cái phần cũ nó cũng khá quái ha có rất là nhiều cọng nha nó thẳng lên luôn như là dán trực ha ở phần cũ thì nó có bị lửa một vài chỗ nhỏ thôi không ảnh hưởng sức khỏe cây ha trên phần thân cũng vậy dạ cây có thông số như sau chiều cao 65 8 ngang 37 hoành 10 giá giao lưu chỉ 140 000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa Mã số 16 là một cây hồng thắm siêu bông Đang gọ bông rất là đẹp Giá giao lô chỉ 140 000 đồng bao ship tận nhà Em xuống mã số 16 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 17 ạ à. Ở mã số 17 này là một cây hồng gân đang lên bông rất đẹp ha Còn một số cành đang lơ đang búp nụ nữa nha bà con Để em nghiêng qua cho bà con mình coi hồng gân màu rất là đẹp nè à, Nếu mà mùa nắng màu nó còn đẹp hơn nữa nha bà con Mùa nắng là màu cái gân nó rất là đậm Và cái 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 cánh thì nó màu trắng ha Còn mùa mưa thì nó sẽ bệt ra một bệt màu hồng luôn đó là đặc trưng của hồng gân nó đổi màu rồi cây này thì cũng mini để bàn thôi nha bà con. Củ đế khá quái. Trên phần thân có một cái lỗ lũa nhỏ. Ủa một cái lỗ lũa khá to. Đây lỗ lũa đây. Và một vài lỗ lũa nhỏ ha. Phần củ cũ cũng có nhâm nhâm bị lũa nha bà con. Nhưng em bao sống cho bà con là 4 tháng luôn. Không bao giờ chết đâu nha bà con. Nếu chết thì em đã dục xong rồi. Em không có bán chi cho mất uy tín. Chiều cao 65, tán ngang 41, hoành 10. Giá giao luôn 130 ngàn đồng. Em bao sống bao ship ạ. À. Em lặp lại một lần nữa. Mã số 17 là một cây hồng gân đang gọ bông rất đẹp Giá giao lưu thanh lý 130.000 đồng bao ship tận nhà Bao sống 4 tháng Dạ em xin phép xuống mã số 17 này ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 18 ạ à. Ở mã số 18 này là một cây milobatic lá cẩm thạch siêu bông nha bà con Cây đang lên bông rất đẹp luôn ạ à. Đây lá thì lá cẩm thạch nhìn rất là ok luôn ha Rồi bông thì bông màu hồng siêu bông cực kỳ Bông từ trong cậy cành ra tới ngoài luôn ha Đó milobatic lá cẩm thạch nha bà con rồi cây này thì có cái phần củ đế khá to nha mọi con, khá to và quái nhưng mà nó cũng có bị lũa à. Nó có bị lũa vòng à, vòng ở cái củ hay hàng trên thân cũng vậy luôn nha bà con. Nên lũa thì em sẽ bán giá lũa cho bà con ạ. À. Cây có chiều cao 59, tán ngang 44, hoành 17, giá giao lưu 170 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em lặp lại một lần nữa. Mã số 10, 18 là một cây Milobatic lá cẩm thạch. Cây có bị lỗi, giá giao lưu 170 000 đồng em bao ship tận nhà. Em xin phép xuống mã số 18 ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 19 ạ. À. Ở mã số 19 này là một cây hồng thắm siêu bông nha bà con. Cây đang gỗ bông rất đẹp luôn ha. Dáng hồi đầu ạ. À. Đây để em nghiêng qua cho bà con mình coi cái bông của nó nè. Đó tàn dày mịn, bông kẹo hết trơn luôn ha. Rất là đẹp luôn nha bà con. Hồng thắm hay còn gọi là Milo lá xanh đó ạ. À. Rồi dáng hồi đầu là sao? Là từ đây nó nghiêng qua đây, rồi xong nó quay về chỗ cũ. Nó nghiêng qua đây rồi nó quay về gần với cái gốc của nó là dáng hồi đầu nha bà con. Em giải thích rõ ràng để bà con mình coi ạ. À. Rồi phần cũ thì cũng khá quá ha. Trên phần thân thì có bị lỗ nhâm nhâm nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây nha bà con. Dạ cây có thông số như sau. Chiều cao của cây là 68, tán ngang 43, hoành 14, giá giao lưu 200 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em lập lại một lần nữa. Mã số 19 là một cây hồng thắm siêu bông đang lên bông rất đẹp, giá giao lưu chỉ 200 000 đồng bao ship tận nhà. Em xuống mã số 19 này ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 20 ạ. À. Ở mã số 20 này là một cây dạng hoa lầu siêu bông nha bà con. Cây đang gộ bông rất đẹp và cái tàn nó cũng siêu to luôn ha cái tàn này cũng khá dày rồi nhưng mà cái bề ngang nó rất là to ha dày dày rất là đẹp cái này bà con mình về lấy bo được luôn nhiều con tại vì cành nhánh nó dài ha về mình lấy bo bo nó cũng rất mạnh nè và dạ, xuống phần củ đế thì củ đế cũng khá quái luôn nha bà con đó củ đế khá quái chơi rất ok luôn ha dạ chiều cao 75 mươi lăm 80 tám mươi hoành mười giá giao lưu 240.000 bốn đồng em bao sống bao ship ạ à? em lập đầm một lần nữa mã số 20 là một cây dạng qua lầu siêu bông cây đang lên bông và phơm tàn rất là đẹp luôn ha giá giao lưu chỉ 240.000 đồng bao ship tận nhà Em xuống mã số 20 này luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 21 ạ. À. Ở mã số 21 này là một cây hồng gân nha bà con. Cây đang lên bông màu hồng rất là đẹp luôn nha. Tàn tán xum xê luôn nha. Đáng mê luôn nha. Đây bà con coi nè. Màu hồng rất là đẹp luôn ạ. Đó hồng gân. Mùa mưa thì nó lên một cái bệt màu hồng như mùa nắng này. Nó sẽ ra cái gân như thế này đây. Mùa nắng là bông trắng mà gân hồng mà gân đậm nha bà con. Còn mùa mưa thì nó sẽ đổi màu như thế đó. Dạ cây có củ đế khá quái nha bà con Củ đế này thì em đánh giá khá quái và cũng đang già ha Chỉ có 1, 2 lỗ lũa nhỏ kim thôi Không ảnh hưởng sức khỏe cây đâu ạ à. Chiều cao 70, tán ngang 68, hoành 12 Giá giao lưu 210 ngàn đồng Em bao sống bao ship ạ à. Em lặp lại một lần nữa Mã số 21 là một cây hồng gân Cây đang lên bông rất là gộ đẹp luôn ha Giá chỉ 210 ngàn đồng bao ship ở nhà Em xuống mã số 21 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 22 ạ, à. ở mã số 22 này là một cây Kayata siêu bông nha mọi con Cây đang lên bông rất là đẹp, cái màu nhìn rất dễ chịu nha mọi con, để nghiêng qua cho bà con coi có bằng chứng nè đó Cái màu hồng của nó nhìn rất là dễ thương luôn ha, và dạ, cái dòng này thì cực kỳ siêu bông luôn, không còn dễ giải thích gì nhiều nữa, quá siêu bông Rồi cây thì một cốt củ đế khá quá nha mọi con, trên phần thân và củ có bị lửa nhâm nhâm nhỏ, không có ảnh hưởng sức khỏe cây chiều cao 88 ngàn 55 hoành 12 giá giao lưu chỉ 170.000 đồng em bao sóng bao ship ạ à? em lặp lại một lần nữa mã số 12 là một cây Kayata siêu bông đang gỗ bông quá đẹp giá giao lưu chỉ 170.000 đồng được bao ship tận nhà em xuống mã số 22 này luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 23 à. ở mã số 23 này là một cây hồng gân đang lên bông cũng khá đẹp ạ à. đó bà con coi thấy hàng đây một cái màu hồng nhìn rất dễ chịu luôn ạ à. rồi một số thì còn đang búp nụ nhưng mà con nó nở từ từ rồi xuống phần cũ đế thì cũ đế này cũng khá quái và dài nha mọi con đây nó lắc lượng nè lắc lượng đường cong chữ s ha trên phần thân thì nó có bị lũa trên phần thân nó có bị lũa nha mọi con còn phần cũ thì em thấy khá sạch đẹp dạ cây có thông số như sau chiều cao 81 mươi hoành năm mươi ủa lọn chiều cao 81 mươi tán ngang năm mươi hoành mười giá giao lưu chỉ 160 trăm sáu đồng em bao sóng bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 23 là một cây hồng gân giá giao lưu 160 trăm sáu đồng em bao ship tận nhà Em xin phép xuống mã số 23 này luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 24 ạ. À. Ở mã số 24 này là một cây dạng hoa lầu siêu bông. Cây đang lên bông lên nụ rất là dày luôn nha bà con. Để em nghiêng qua cho bà con mình coi nè. Chưa có nở gỗ hết 100% do còn cái chót nụ, cái chót nó có nụ ha. Nhưng mà bà con nhìn thấy cái màu tím nó nhìn rất là đẹp ha. màu tím quế rất tuyệt vời luôn ạ. À. Dòng này thì quá xiên bông rồi. Mình rất dễ làm bông ha. Khi chơi hết bông rồi mình cuôn tàn lại thì một tháng gửi sau ra bông mọi con nếu có phân 20 hay 10, 15 nữa gãi vô thì sẽ càng gỗ hơn nữa bài học của cái, cái bài đi đi bơ làm bông của em chỉ có bấy nhiêu thôi nhiều con không cần phân thuốc gì nhiều dạ cây này có củ đế khá quái nha tông thì tông lùng lực nha tông lùng lực ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao 52 tán ngang 52 hoành 14 giá giao lưu chỉ 200.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số 24 là một cây dạng qua lầu siêu bông đang gỗ bông gỗ nụ giá chỉ 200.000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 24 ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 25 ạ. À. Ở mã số 25 này là một cây hồng thắm siêu bông đang gộ bông rất là đẹp luôn nha. Bà con coi cái tàn của nó nè. Đó, cái tàn nó cũng gọn gọn thôi nhưng mà hoa nó dày mịn rất là đẹp ha. Đó, trên chót nó vẫn còn nụ nha bà con. Hoa từ trong cây cành ra tới ngoài luôn, rất là đẹp. Cái này em ghép tông cao nha bà con, củ đế khá quái và dài ha. Nó dài lắc lượng khá quái nha bà con. Đó bà con coi đi. Củ này thì em thấy khá sạch ha cá sạch chỉ có một cái lỗ này hồi xưa nó bị bị chày nè rồi nó đang liền lại ha còn ngoài ra không có ảnh hưởng gì nữa à. chiều cao 81 tán ngang 50 hoành 12 em xin giao lưu chỉ 200.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 25 là một cây hồng thắm siêu bông tông cao tàn đạp giá dĩ 200.000 đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 25 này ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 26 ạ à. ở mã số 26 là một cây tím tiết siêu bông là đúng tên nó luôn là cây đang gỗ bông gỗ nụ rất là đẹp luôn nha bà con dòng siêu bông thì rất là tuyệt vời nè tàn tán xum xê rất là mê mà nó dày mịn ha đó rồi nụ nè ở phía trên còn nụ nha con chứ không phải đã nở gỗ rồi ạ này vài bữa nữa nó gỗ còn đẹp tuyệt vời hơn nữa ha dạ xuống phần củ đế à có ba cành thân thì có ba cành tam đa phúc lộc thọ ha củ đế thì rất là quái già luôn nè đó em đánh giá là rất là quái và già và nó sẽ có chạy lũa nha bà con già quá này nó có phát sinh lửa nè lửa nè đó nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây hàng thấy giống như mình tạo lỗi nhân tạo giống như bên bonsai vậy thôi chiều cao 77 tán ngang 51 hoành 17 giá giao lô 230.000 đồng em bao sóng bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 26 là một cây tím tiết siêu bông giá giao lô chỉ 230.000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 26 luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 27 ạ à. ở mã số 27 này là một cây ba màu siêu bông ạ à. trong đó gồm có tím tiết trắng tiết và rất pizza hàng cây đang gỗ bông và tàn tán rất ok nghe mà con này trắng tiết tím tiết red pizza có nghĩa là trắng tím đỏ nhìn rất là đẹp nha mọi con tàn tán dày mịn hoa lên gỗ ha vẫn còn búp nụ ngoài chót nữa nha mọi con rồi xuống phần củ đế củ đế này rất là to ha rất là to và quái ạ à. à, có bị ốc cạp nhâm nhâm nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây ha cây này thì bao sống bà con vô tư luôn Dạ, chiều cao là 72, tán ngang 50, hoành 21, giá giao lưu chỉ 250 000 đồng, em bao sống bao ship ạ. À. Em lặp lại một lần nữa, mã số 27 là một cây uh, tam sắc siêu bông, gồm có trắng tiết tím tiết và red pizza giá chỉ 250.000 đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 27 luôn ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 28 mà ở mã số 28 này là một cây hồng thấm siêu bông cây đang gỗ bông rất là đẹp luôn nha tàn này phải nói là rất dày mịn luôn mà con coi nè Để em dịch ra cho bà con coi nữa, nó dày ha đó và lên bông kẹo nẹo chân hàng vẫn còn cái nụ ở trên chót bông luôn nha bà con cây này cái bộ tàn thì em nhìn thấy rất là mê luôn nha bà con cái loại hồng thấm này đặc trưng nó như vậy đó tàn dày mịn rồi bông nó ra kẹo nẹo hết trơn luôn tại vì hoa từ trong cậy cành ra tới ngoài tông này thì tông cao nha mọi con có ba cành dương lên phúc lộc thọ ha ở trên phần cành á trên cành á thì nó có bị lũa nhiều nha mọi con giống như nó bị chạy lúc kéo gút cành ra nó bị chạy á nó đang là liền lại từ từ rồi phần cũ thì khá già ha một cộng một thôi mà nó lắc lượng nhìn dáng lông nha dạng dáng lông cũ cũng khá sạch đẹp nha mọi con cũ cũng khá sạch đẹp dạ cây có thông số như sau chiều cao 85, tán ngang 50, hoành 15, giá giao lưu nhẹ nhàng chỉ 230 ngàn đồng em bao ship tận nhà. Em lặp lại một lần nữa, mã số 28 là một cây hồng thắm siêu bông, tông cao, củ đế đẹp, giá giao lưu chỉ 230 ngàn đồng bao ship tận nhà. Em bao sống luôn đó nha, dạ em xin phép xuống mã số 28 này luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 29 nè, ở mã số 29 này là một cây dưa hấu đỏ đang gỗ bông nha bà con. Để em quay ra cho bà con mình coi bông dưa hấu nè bông dưa hấu là cái màu bông tuy là nó đỏ nhưng mà nó không có bị chối ló ha nhìn nó ngọt ngào nghe bà con với cái cánh bông nó bầu bầu tròn chứ không phải nhọn nhìn nó không có gai góc ha nhìn rất là đẹp nha bà con rồi cây có hai cành củ đế khá quái và già nha cái này lên màu xanh mà đậm đen luôn rồi nè đó nó già lắm rồi tại cây này ở trong vườn em là hơn một năm rồi à, ghép thành phẩm rồi nhưng mà nuôi nuôi tàn nó hơi lâu á nó hơn một năm rồi nên nó già dạ cũng sạch đẹp không có vấn đề gì ha cây có thông số như sau chiều cao 93 tán ngang 63 hoành 11 giá giao lưu 180 000 đồng em bao sống bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 29 là một cây dưa hấu đang gỗ bông dưa hấu đỏ giá giao lưu chỉ 180 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 29 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 30 à. ở mã số 30 này là một cây Malaysia lá cẩm thạch bông màu hồng hàng cây đang gỗ bông rất đẹp luôn nhiều con mà con coi nè tàn tán thì to mà xung xê luôn ha bông thì màu hồng dai lâu tàn lập bông nhanh nha bà con đặc trưng của nó có rất nhiều ưu điểm luôn ạ à. Malaysia nó vậy đó nhưng mà lá cẩm thạch nữa dạ cây thì có củ đế là rất là quái nha thân thì một cốt lên đây mới xè ra ba cành đó lắc lượng chỗ này đây rồi củ đế thì khá quái nó khá quái và không có lỗi lầm gì hết chân luôn nha dạ cây có thông số như sau chiều cao một trăm tám ngang sáu mươi hai hoành mười bảy trái giao lưu ba trăm bốn mươi ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à? em lặp lại một lần nữa mã số ba mươi là một cây malaysia lá cẩm thạch bông màu hồng giá giao lưu chỉ ba trăm bốn mươi ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số ba mươi ạ Dạ tiếp theo là đến mã số 31 ạ. À. Ở mã số 31 này là một cây à, cẩm thạch tím Huế siêu bông nha bà con. Cây đang gỗ bông khá đẹp luôn nha. Đó bà con coi, cây đang gỗ bông rất là đẹp. Rồi, siêu to khổng lồ ha. Đây cái thân của nó mà lực như cái bắp, tay em nè. Cái thân của nó nha, thân cây đây, lực như bắp tay em. Rồi, di chuyển xuống phần củ đế. Nè bà xã quay gần củ đế thì nó to như thế này, cái tay em ốp lại ha. Một củ một có nghĩa là một cộng một thôi mà nó tự lực lên như vậy đây. Nó ốp cái tay em còn dương tí xíu ha. Nói giới thiệu để bà con mình tưởng tượng được chứ đọc thông số không cũng khó tưởng tượng ha nó cũ đế đặt một cũ một à ở đây thì nó có bị lũa nhẹ nè ở đây ngay trên phần thân chứ không phải dưới phần cũ nha nó có bị lửa chỗ này ha rồi ngoài ra thì ok hết nha bà con cây này chơi rất là lực và đẹp ha dép dòng cẩm thạch tím huế thì nó siêu bông chiều cao 95, mươi tán ngang sáu hoành eo 29 giá giao lưu một triệu đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 31 là một cây cẩm thạch tím huế siêu bông siêu to khổng lồ giá giao luôn 1 triệu đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 31 à. ạ dạ, và tiếp theo là đến mã số 32 cũng là mã số cuối cùng trong clip số 123 của em hôm nay ạ à. đó là một cây kayata siêu bông nha bà con kayata siêu bông cây đang gỗ bông rất là đẹp ha tông cao này nghiêng qua cho bà con coi bông trước bông màu hồng rất là đẹp và bông kẹo nẹo hết trơn nè siêu bông cơ hoàn toàn không có kích thích nha bà con bông tự nhiên mà như vậy đó bà con về bà con chơi ra bông cũng y như em thôi còn gỗ hơn nữa nếu bà con bón 20 20 15 ha rồi xuống phần thân thì uh, cây này có cái tông đó là tông cao nha bà con tông mới cao em đứng đây mà ngang đầu mặc dù có cái bàn nó cao lên khoảng mấy tấc rồi ha nhưng mà bà con biết là tông cao củ đế thì rất là to và quái ạ à. đây củ đế này rất to và quái à, cũng em nhìn kỹ rồi cũng không có lỗi làm gì chứ ha dạ cây có thông số chiều cao 118 ngang 62 hoành 22 em xin phép giao lưu chỉ 400 ngàn đồng bao sóng bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số 32 là một cây Kayata siêu bông tông cao cũ đế to đẹp giá giao lưu chỉ 400 000 đồng bao ship tận nhà. Dạ đến đây thì em cũng chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi hết clip số 123 của em ha. Khi bà con chốt đơn thì điện thoại cho em và nói tôi mua cây mã số mấy trong clip số 123 để em gửi hàng cho nó chính xác nha con. Tránh trường hợp là gửi lộn hàng ở clip khác. Số điện thoại giao lưu của em là 0798 716 145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Và dạ, khi bà con mình ủa dạ em cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Cuối cùng muốn chúc bà con mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc ạ. À. Em xin trân trọng kính chào